What? He can do more? Oh, I missed a shield on him. If we had Moonstone here? Oh! Oh. Yeah, that wasn't what they're doing. You messed up. Yeah. I can. Oh, that's sad. I'll be dreaming. No way. Yes! What? I'm a dreamer. You serious? Wow. Wait, I one shot. What? Oh, that's a burn. Oh, I just what? Yo.
What is that guy doing? Got the look and fling. Oh. Unbelievable, man. See a bitch. I miss my cue again. Tiếp nối video ngày hôm nay, chúng ta có gì nào? DWZKIA, Soulmaker, Katarina là tướng chỉ gây phiền toái cho đồng đội mà thôi. Tại Liên minh Huyền thoại mùa 11, Katarina đang là tướng cực kỳ mạnh nhờ vào sự đa dạng trong cách lên đồ. Bên cạnh lối chơi sát thủ phép thuật truyền thống, Katarina tỏ ra quá khó chịu với phong cách sát thương vật lý. Nở diệt thủy quái là món đồ hoàn hảo để Katarina càng quét tìm địch nhờ khả năng kích hoạt hiệu ứng đòn đánh liên tục từ bộ kỹ năng. Dù mạnh mẽ như vậy, nhưng trong mắt nhà đương kim vô địch thế giới, Soulmaker, Katarina lại là tướng cực kỳ tệ. Trong buổi trả lời phỏng vấn với tờ Invent Global, Soulmaker còn khẳng định rằng đây là tướng chỉ mang tới phiền toái cho đồng đội mà thôi. Mọi người đang phàn nàn khá nhiều về Katarina, đặc biệt là sự linh hoạt trong cách lên trang bị ở mùa 11. Bạn có bao giờ nghĩ tới việc sử dụng Katarina ở giải đấu chuyên nghiệp? Hay tại sao cô ấy không hợp với meta? DWZKIA Soulmaker. Với tôi, kể cả khi không còn tướng nào để chọn thì Katarina vẫn là lượt pick vô cùng tệ. Tôi chỉ sử dụng vị tướng này chính xác 4 lần trong sự nghiệp mà thôi. Giờ nhìn lại thì không hiểu tại sao hồi đó tôi lại thắng nữa. Khi chơi Katarina, bạn sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc đối thủ mắc sai lầm. Tôi không muốn gây rắc rối cho người khác, nhưng sử dụng Katarina chỉ mang tới những điều phiền toái tới đồng đội. Vị tướng này chẳng giúp gì cho team và bạn không nên chọn Katarina. Với Katarina, bạn rất hiếm khi thắng đường, nếu có thì nguyên nhân nằm ở đối thủ chơi tệ mà thôi. Meta hiện giờ yêu cầu bạn phải đẩy đường nhanh và tranh chấp sứ giả khe nứt. Katarina thì không làm được điều này nên đây là tướng rất tệ. Tôi cảm thấy khá có lỗi với đồng đội mỗi khi chơi Katarina đó. Có lẽ đây là vị tướng chỉ để lấy highlight trên YouTube mà thôi. Katarina có lẽ là điển hình cho dạng tướng mạnh ở rank đơn nhưng rất yếu tại các giải đấu chuyên nghiệp. Đúng như Soulmaker nói ở trên, Katarina không thể đẩy đường nhanh từ sớm và khiến cho bạn luôn chậm chân khi tranh chấp sứ giả khe nứt. Với những đội tuyển chuyên nghiệp thì lợi thế như vậy cũng là đủ để họ có thể snowball trận đấu rồi. Vì vậy, Katarina là lựa chọn quá mức mạo hiểm ở các giải đấu lớn, dù cô nàng đang rất mạnh tại rank đơn. Với bất lợi quá lớn kể trên, Katarina rất khó có thể xuất hiện ở các giải đấu hàng đầu như LCK hay LBL. Biết đâu đó với tính chất khát máu của game thủ Việt, cô nàng sát thủ này sẽ được một vài đội tuyển VCS sử dụng chưa biết chừng. Sau khi xem xong video, đừng quên để lại một like, một share và đăng ký ủng hộ kênh của chúng mình nha!